cập nhật giá đàn organ BR SX 720 và SX 920 vào tháng 9 năm 2024. Và vào ngày 10 tháng 9 năm 2024, Yamaha đã ra mắt phiên bản Edit 720 và Edit 920. Giá hiện tại theo dự đoán và cập nhật của Thiện là Edit 720 sẽ dao động khoảng từ 30 cho đến 35 triệu. Và Edit 920 theo dự đoán có thể khoảng từ trên 40 triệu và có rất là nhiều tính năng nổi bật. Cái thứ nhất mà Thiện muốn chia sẻ với mọi người là bộ nhớ của Edit 720 lên tới 1GB, bộ nhớ Edit 920 lên tới 2GB. Về phần âm thanh điệu tiếng thì tích hợp những công nghệ hay hơn và tiếng đàn hay hơn và thêm một số tính năng chức năng nổi bật được cập nhật trên dòng đàn SX 720 và SX 920. Chia sẻ thêm về phần kích thước và hình ảnh tổng quan thì gần như là giống phiên bản cũ SX 700, SX 900 là gần như 90% nhé mọi người. Bật mí thêm một điều nhỏ đó là giá hai dòng đàn này có thể cao hơn so với dự kiến nha mọi người. Lý do là tại vì nguyên bản cây đàn này là chưa có sample bộ dữ liệu điệu tiếng phong cách nhạc cụ Việt Nam. Và hiện cũng đang là người demo sample và đại lý cung cấp bộ sample đỉnh nhất Việt Nam này. Hãy đón chờ xem những clip demo từ bộ sampler đỉnh nhất Việt Nam từ năm cao thủ này nha. Mọi người có nhu cầu đặt hàng Edit 720, Edit 920 hoặc đặt hàng bộ sample này thì có thể inbox qua cho nhạc cụ Thiều Gan nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video.